Quận Ô Môn cũng tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. Đợt này, quận Ô Môn được phân bổ 12.534 liều vaccine Pfizer để tiêm cho các đối tượng là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó, tiêm mũi 1 cho 152 trẻ, tiêm mũi 2 cho 12.382 trẻ. Quận bố trí 13 điểm tiêm tại 7 phường để đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch. Sau khi tiêm chủng, các em sẽ được nhân viên y tế cập nhật thông tin trên hệ thống sổ sức khỏe điện tử, theo dõi sức khỏe trong 30 phút sau tiêm, đồng thời phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Song song đó, các phường còn tăng cường tuyên truyền về thời gian, địa điểm tiêm chủng bằng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, để người dân nắm bắt, đưa con em đến tiêm chủng theo quy định.